Em, một game show với phong cách hoàn toàn mới sẽ xuất hiện vào lúc 18h15 phút Chủ nhật trên kênh HTV7. Với hơi thở nhịp sống hiện đại, chiếc máy ATM sẽ là nhân vật trung tâm của cả cuộc chơi. Chiến thuật chính xác, quyết định đúng lúc, người chơi sẽ có cơ hội giành được giải thưởng lên đến 90 triệu đồng bằng tiền mặt tại trường quay. May mắn, thách thức, kịch tính, ATM sẽ mang đến những giây phút giải trí hấp dẫn và bổ ích. Đăng ký tham gia tại công ty TV Plus 255 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi đến đường dây nóng 0917 183 183. Đi tìm ẩn số, một sân chơi hào hứng đang thành công ở nhiều nước trên thế giới. Hãy chọn cho mình một chiếc cặp để giành giải thưởng 100 triệu đồng. Đi tìm ẩn số, sự phiêu lưu mạo hiểm hay thận trọng tính toán. Quyết định đúng lúc, bạn sẽ giành giải thưởng thật bất ngờ. Hoành tráng, rực rỡ và đầy kịch tính, đó chính là đi tìm ẩn số.